Hello, xin chào các bạn. Video ngày hôm nay mình có hơi ăn gian một chút. Đó là do sắp hết năm rồi, không còn bao nhiêu ngày đó. Cho nên mình skip nhanh tới trận bán kết luôn. Thì cái trận M1 với lại DNG, Creed với lại Chanel á, thì mình chọn Creed và M1 đi vào vòng bán kết. Thì trận này phải nói là rất là khó so sánh, bởi vì hai nhà này á làm nước hoa theo hai phong cách khác nhau. Creed là chuyên về nước hoa tươi mát, còn M1 là chuyên về nước hoa có tông mùi nó dày, nó tối, nó theo phong cách Trung Đông nhiều hơn. Cho nên để quyết định thắng thua trận này á, thì mình sẽ lựa ra mỗi nhà 10 chai mà mình yêu thích nhất. Sau đó mình chấm điểm từng chai, rồi tổng kết lại xem coi nhà nào được số điểm cao nhất thì sẽ bước vào vòng chung kết. Thì trước hết mình sẽ liệt kê 10 chai nước hoa Creed mà mình yêu thích nhất. Đó là Aventus nè, Silver Mountain Water, Green Iris Tree, Original Vetiver, Jardin de Murphy, Virgin Island Water, Tapara Millesim, Royal Prince Wood, Bois de Portugal và Sublime Vanille. Còn M1 thì 10 chai mình yêu thích là Interlude nè, Guidance, Reflection, Lyric, Dia, Jubilation 25, Seal, Meander, Epic Woman và Such. Thì Aventus á, thì chấm điểm là yêu và ghét thì mình chấm 5 trên 5 nè. Điểm đặc biệt là 5 trên 5, giá tiền cũng 5 trên 5 luôn. Lưu hương 5 trên 5 và tổng tỏ hương 5 trên 5, thì tổng số điểm của chai là 5 trên 5 điểm. Đây là một chai nước hoa mà phải nói là mình yêu thích nhất trong bộ sưu tập nước hoa của mình. Chờ coi như là mình có khoảng chừng 4 mấy chai à, không có nhiều. So với một số bạn, mấy bạn đó có tới 100 mấy chục chai gì đó. Bộ sưu tập mình chỉ có 4 mấy chai thôi. Nhưng mà Aventus là chai nước hoa mình yêu thích nhất. Chai thứ hai đó là Silver Mountain Water. Thì chai này á, thì mức độ yêu và ghét á, thì mình chấm 5 trên 5 điểm. Thì mình rất là yêu thích cái chai này. Điểm đặc biệt của chai này là 5 trên 5 là tại vì mình chưa từng ngửi qua ở bất kỳ cái chai nước hoa nào mà có mùi giống cái chai này các bạn. Giá tiền của nó thì mình chấm 4 trên 5, lưu hương thì 5 trên 5, tỏa hương thì 3 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là 4,4 trên 5 điểm. Green Eye Street á, thì mình cũng rất là yêu cái mùi hương này, thì mình chấm nó 5 trên 5. Điểm đặc biệt của chai này thì mình chấm 4 trên 5 thôi, là tại vì cái mùi này nó giống với lại cái chai Davidoff Cool Water các bạn. Giá tiền của nó thì mình chấm 4 trên 5, lưu hương 5 trên 5, tỏa hương 4 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là 4,4 trên 5 điểm. Original Vetiver thì mình cũng rất là yêu cái mùi này. Điểm đặc biệt của chai này là 5 trên 5 là tại vì mình chưa ngửi qua có cái chai nào có nét giống chai này đó. Giá tiền của nó thì 4 trên 5, lưu hương 5 trên 5, tỏa hương 4 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là 4,6 trên 5 điểm. Jardin de Murphy thì chai này mình cũng rất là yêu các bạn. Cái mùi nó rất là sang, ngửi đúng là nước hoa mắc tiền luôn á. Cho nên chấm nó 5 trên 5. Điểm đặc biệt cũng 5 trên 5 là tại vì mình chưa có ngửi cái chai nào mà cái mùi cam chanh mà nó sang giống như cái chai này các bạn. Giá tiền thì mình 3 trên 5, tại vì nó hơi mắc. Lưu hương 3 trên 5, tỏa hương 3 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là 3,8 trên 5 điểm. Virgin Island Water thì mình rất là yêu cái mùi hương này luôn. Mình chấm 5 trên 5, điểm đặc biệt thì 4 trên 5, tại vì cái mùi này có một số nét giống như mấy cái kem chống nắng vậy đó. Cho nên nó đặc công có nét đặc biệt nhưng mà nó cũng có nét quen vậy đó. Giá tiền thì mình chấm 3 trên 5 thôi, lưu hương 4 trên 5, tỏa hương 3 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là 3,8 trên 5 điểm. Sublime Vanille thì mình cũng yêu cái mùi hương này, mình chấm 5 trên 5. Điểm đặc biệt thì mình chấm 4 trên 5. Giá tiền thì mình chấm 2 trên 5, lưu hương thì 3 trên 5. Thì tỏa hương 3 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là 3,4 trên 5 điểm. Royal Prince Wood thì mình chỉ thích thôi, chứ mình không có mê. Mình chấm 4 trên 5. Điểm đặc biệt thì 5 trên 5, giá tiền 3 trên 5, lưu hương 5 trên 5, tỏa hương 4 trên 5, tổng số điểm là 4,2 trên 5 điểm. Tarboro Museum thì mình cũng chỉ thích thôi chứ không có yêu. 4 trên 5, điểm đặc biệt 4 trên 5, giá tiền 3 trên 5. Thì tổng số điểm của chai này là 4,0 trên 5 điểm. Bois de Portugal thì mình cũng thích thôi chứ mình không có mê, mình không có yêu. Đó thì tổng cộng số điểm này lại thì các bạn thấy là 4,0 trên 5 điểm. Thì tổng cộng của nhà Creed á là cộng hết lại các số điểm á thì được là 41,6 trên 50 điểm. Đó là nhà Creed. Còn nhà M1 thì Interlude. Ok, Interlude, và bây giờ hồi trước mình chấm nó ngược lại,
Nhưng mà sau một thời gian sử dụng thì đây là số điểm của mình hiện tại nha. Nó khác với lại cái review hồi trước nha các bạn. Ok. Thì tổng số điểm của website Interlude là mình chấm 5 trên 5 điểm, coi như là quá hoàn hảo luôn các bạn. Đây là một chai nước hoa mà mình yêu thích nhất của nhà Emoise. Đó. Giống như Creed thì có Aventus, còn Emoise thì Interlude. Và đối với mình đó là hai chai nước hoa mình yêu thích của hai nhà này. Đó. Chai thứ hai của nhà Emoise là Guidance. Guidance mình cũng chấm 5 trên 5 luôn. Cái mùi này phải nói là quá hoàn hảo cho phụ nữ các bạn. Nam cũng xài được các bạn. Mình thấy có một số bạn nam á cũng thích xài cái chai Guidance này, nhưng mà mình thấy nó phù hợp với lại nữ hơn. Chù, ngửi phê ơi, phê Guidance. Ai nói gì nói á, ai lăn xe bất kỳ chai nước hoa nào thì lăn xe đi, nhưng mà mình lăn xe cái chai Guidance này. Phải nói là rất là khó luôn các bạn, rất là khó để kiếm được một chai nước hoa nào mà giống Guidance luôn các bạn. Tại vì mình ngửi nhiều lắm, mình ngửi coi như là mình cứ liên tục kiếm để, tại vì bản chất của mình là review nước hoa mà, cho nên mình phải liên tục review để cho các bạn xem, đúng không, các bạn tham khảo. Nhưng mà rất là khó để kiếm một chai nào giống Guidance luôn các bạn, nó đáp ứng được tất cả mọi thứ mà mình mong mình đợi, cho nên mình chấm nó 5/5 điểm. Reflection á thì mình chấm 4.6/5 điểm, Lyric 4.8/5 điểm, Dia 4.8/5 điểm, Jubilation 25 4.8/5 điểm, Silver 4.8/5 điểm, Meander 4.0/5 điểm, Epic Woman 4.0/5 điểm và Search là 4.2/5 điểm. Thì tổng cộng số điểm của nhà Emoise là 46/50 điểm. Kết quả cuối cùng của trận đấu vòng bán kết này á thì Emoise thắng Creed. Nói về mùi hương sang trọng á và được nhiều người khen á thì mình xài Creed mình được khen nhiều hơn Emoise. Nhưng mà nếu mà xét về mức độ tinh xảo khi mà điều chế mùi hương á thì Emoise nó hơn hẳn Creed. Nói chung là mình yêu thích cả hai nhà luôn các bạn. Nhưng mà Emoise thì nó có nhiều chai mình yêu thích hơn. Nhưng mà Creed Aventus mãi mãi là chai nước hoa mà mình yêu thích nhất trong bộ sưu tập mấy chục chai nước hoa của mình. Đó là coi như là từ trước tới giờ luôn nha, không từ trước từ năm 2017 cho tới thời điểm hiện tại là cuối năm 2023 rồi, thì mình cũng ngửi cũng trên dưới cũng mấy trăm chai nước hoa rồi đó. Nhưng mà mình không có mê cái chai nào bằng Creed Aventus các bạn, nói thiệt luôn. Cho dù bây giờ nó có bị thay đổi công thức thì có thể mình không thích như hồi xưa, nhưng mà những cái phiên bản mà mình đang sở hữu á là 17T01 nè, 18G02, phải nói là đỉnh của đỉnh luôn. Không có một chai nước hoa nào mà nó làm cho mình phê mà nghiện, mà đi ra đường nhiều người khen. Nói chung là nó hoàn hảo luôn. Nó là một chai nước hoa mà dành cho nam mà coi như là mình yêu thích nhất từ trước đến giờ vậy thôi. Còn đối với mấy bạn khác chê Creed Aventus chê thế này thế kia, nhưng mà đối với mình nó vẫn là mãi là một chai nước hoa đỉnh của đỉnh trong bộ sưu tập của mình. Đó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà xét về khái quát chung á, so sánh giữa hai bộ sưu tập này á, thì đối với mình Emoise nó hay hơn nhà Creed. Đó vậy thôi. Nhưng mà nếu mà được khen nhiều á thì Creed là được khen nhiều nhất vậy đó. Ok, cảm ơn các bạn đã luôn ủng hộ channel của mình. Chúc các bạn có một ngày thật là vui vẻ. Chào tạm biệt.